Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Hôm nay bên mình có một vài sản phẩm cần thanh lý nha. Bên mình bán hàng cam kết chất lượng là nguyên zin chưa qua sửa chữa nha anh em. Máy mình có bán theo hai hình thức, một là mua tận nơi, hai là ship code nha. Địa chỉ thì mình có để ở dưới và anh em nào cần thì comment ở dưới nha. Dưới video nha, mình có để số điện thoại và Zalo của mình, anh em cứ áp Zalo hoặc là tìm Facebook Trịnh Văn Mobile. Đúng. Hôm nay mình có một vài sản phẩm sẽ thanh lý cho anh em. Đầu tiên là con Oppo Reno 2F. Con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha. Ngoại hình đẹp 99%, chưa một vết trầy nha. Ngoại hình đẹp như mới nha. Con này bảo hành chính hãng còn tới tháng 1 2021 nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình Full HD, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình nha. Camera là 4 camera sau. Camera trước là trượt lên nha. Ngoại hình rất là đẹp. Dòng Oppo này chụp hình rất là đẹp nha. Ngoại hình đẹp 99, chưa một vết trầy luôn. Con này bán ra mình bao cho test cho anh em 1 tháng nha. Còn bảo lại anh em cứ đem ra bảo hành hãng nha. À, còn bảo hành hãng dài nha. Anh em yên tâm mà sử dụng nha. Máy đẹp 99, chưa một vết trầy. Con này bên mình đang bán với giá là 5 triệu mốt. Theo là con Xiaomi Redmi Note 7. Con này RAM 6GB nha anh em. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 7. Con này RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình 6.3 inch Full HD nha. Chip Snapdragon 660, camera 48 MP, vân tay một chạm. Pin 4001 nha. Con này ngoại hình đẹp 98-99%. Bên mình đang bán với giá là 2 triệu 7 nha. Con này anh em mua về chiến game bao ngon nha. Ngoại hình thì đẹp keng, máy nguyên zin chưa qua sửa chữa. Giá thì rất ok, trong tầm giá luôn. Con này là con Redmi 5S. Con này hàng chính hãng, bảo hành tới tháng 12 2020 nha. Camera 48 MP nha. Pin con này 5000. Màn hình 6.5 inch HD. RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, tha hồ lưu trữ nha anh em. Chip Snapdragon 665 cực mạnh, chiến game tốt. Giá rẻ là đây, giá rẻ cấu hình mạnh là đây chứ đâu. Con này mình đang bán với giá là 2 triệu 8 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ trong 128, Redmi 5S. Ngoại hình đẹp như mới, chưa biết trầy luôn. Con này là con Vivo S1. Con này là con V15 chính hãng nha. Con này là hàng sách tay nên nó đĩa là Vivo S1. Con này RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình AMOLED luôn nha. Vân tay một chạm. Ba camera sau, camera trước trượt lên. Con này ngoại hình 95% nha anh em. Con này mình thanh lý giá 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi có màn hình to, camera trượt lên, ba camera sau. Chỉ có giá 2 triệu rưỡi thôi. Đây là Vivo S1 Pro. Một cặp máy đẹp như mới nha. Chưa một vết trầy nào luôn, đẹp như mới, còn dán hết trước sau luôn nha anh em. Trước sau và đều còn dán nha. Con này camera 48 MP, ba camera sau. Quá đẹp. Màn hình Full HD, màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha anh em. Con này mình đang dán giá với là 4 triệu mốt. Ngoại hình đẹp 99 như mới là 4 triệu mốt nha. RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Bảo hành dài nha. Hai con này bảo hành rất là dài nha. Còn tới tháng 11 2020. Con này là con Oppo F11 Pro. Ngoại hình đẹp 99%. Ken 99%. Hai camera sau, vân tay một chạm. Màn hình tràn viền. RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Camera trước thọ thuộc. Con này mình đang bán, mình thanh lý giá 4 triệu 1 nha anh em. Ngoại hình đẹp 99, RAM 6, bộ nhớ trong 128. Con này là con Samsung Galaxy S10e. Con này hàng chính hãng, hết bảo hành. Ngoại hình thì trầy, trầy theo 5 tháng.
Máy rất là nhỏ gọn nha. Hàng chính hãng, hai sim luôn nha anh em. RAM 6GB vào nhớ trong 128GB. Màn hình rất là nhỏ, 5.8 inch Full HD. Vân tay một chạm, camera kép. Trước sâu đẹp, viền hơi trầy nha, tầm 95% này viền hơi trầy. Con này mình đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nha anh em. Con này là con Samsung A50s. Con này cũng đẹp 99 luôn. Con này mình đang bán với giá là 3 triệu 8 nha. RAM 4 và nhớ trong 64GB. Màn hình 6.3 inch Full HD. RAM 4 và nhớ trong 64. Màn đẹp 99. Hàng chính hãng, còn bảo hành dài nha anh em. Con này mình đang bán với giá là 3 triệu 8. Con này là con Vinmark Lite. Con Vinmark Actis 3 chứ. Lộn. Sorry anh em. Ngoại hình đẹp 99%. RAM 6GB vào nhớ trong 64GB. Con này mình thanh lý với giá 3 triệu 1 nha. Màn hình AMOLED. RAM 6 và nhớ 64. Camera thọ thuộc. Con này còn bảo hành tới tháng 9 năm sau nha anh em. Màn hình đẹp như mới. Camera đẹp. Camera trước thọ thuộc. Màn hình đẹp 99. Giá chỉ có 3 triệu 1 nha. Con này là con iPhone XS Max. Con này ngoại hình đẹp 98%. Con này bản lốc nha anh em. Con này bản lốc. Con này mình đang thanh lý với giá 10 triệu. 64GB tặng kèm sim ghép nha. Bao nguyên zin, bao app. Con này là con Ri 7 Ri. Ngoại hình đẹp 98%. Màn hình 5.5 inch Full HD. RAM 3GB bộ nhớ 32GB. Con này mình đã bán giá 1 triệu 3 nha anh em. Vân tay một chạm. Pin trâu. Giá rẻ. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nha. Zalo hoặc là Facebook. Số điện thoại của mình luôn, Facebook là Trịnh Văn Mobile luôn nha. Zalo mình sẽ để số điện thoại dưới cho anh em, tôi kết bạn Zalo nha. Máy mình sẽ ship code. Mình sẽ bán theo hai hình thức, một là mua pin tặng nơi, hai là ship code nha. Ship code anh em vui lòng cọc trước cho mình nha, tùy theo giá trị máy, từ cọc từ 50 ngàn cho tới 200 ngàn nha. Rồi mình sẽ ship code anh em nha, nhận hàng thanh thật thanh toán nha anh em. Kiểm tra rồi sẽ thanh toán. Cảm ơn anh em đã coi video. Nếu anh em thích thì vui lòng like, share hay là đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn anh em đã coi hết video ạ. À.